Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng và cài đặt cái Thumbnail DG. Thì các phần hôm nay mình sẽ nói ở trên cái Thumbnail này đó là cài đặt thời gian thực, rồi khoảng thời gian tưới, các ngày cần tưới, thời gian bắt đầu tưới, tưới thủ công như thế nào, tắt Thumbnail như thế nào và kiểm tra thay pin như thế nào. Đầu tiên là cài đặt thời gian thực. Thì bây giờ là 3:27, thì mình sẽ bấm nút mũi tên đi qua 1 giờ, dùng cộng trừ để mình thay đổi cái thời gian. 3 giờ chiều 27 phút, mình dùng mũi tên để mình chuyển qua những cái đồ. Ok, chuyển qua nữa là đang cài đặt về thứ, hôm nay là thứ năm thì đã đúng rồi. Mình dùng nút mo để chuyển qua chế độ khác. Đây là đang là chỉnh thời gian, gọi là khoảng thời gian tưới, chẳng hạn như là như vậy là một lần tưới của nó sẽ là 3 phút. Các bạn thấy cái đồng hồ cái thấy cái đồng hồ cát này, mình muốn chỉnh cho nó là 10 phút. Ấn nút mo để chuyển qua chế độ khác. Đây là đây thì nó cho mình biết được là các ngày nào cần tưới, thì mình sẽ bấm nút mũi tên để cài đặt. Ở đây nó hiện số 1 có nghĩa là có đồng nghĩa với là thứ hai. Mình bấm nút cộng để cho thứ hai tưới, hôm qua nữa thì cho thứ ba tưới. Thứ năm, thứ sáu, thứ sáu là đen tưới rồi. Thứ bảy, đấy có nghĩa là tất cả các ngày đã đều tưới hết. Mình vẫn tiếp tục nút mo để chuyển qua chế độ khác. Mình muốn cài đặt cái timer này là 6 giờ sáng tưới và 5 giờ chiều tưới, thì mình sẽ dùng mũi tên để chuyển qua các mục và dùng nút cộng trừ để thay đổi số đó. 6 giờ sáng, một lần bắt đầu tiên đó là số là 16 giờ, lần thứ hai là 5 giờ sáng, 5 giờ chiều thì mình sẽ tăng lên. Chuyển qua lần thứ ba cũng bằng nút mo này, 12 giờ là không cần thiết lắm cho nên là mình sẽ tắt nó đi. Tắt bằng cách là các bạn cứ lùi nó về 0 giờ đêm là nó sẽ có hình chữ off. Đây. Rồi thứ ba thì thứ không cần thì mình vẫn để hết nhé. Đây, bây giờ mình sẽ nói tới là cách tưới của thủ công như thế nào. Thì bây giờ nó đang là thời gian thực thì các bạn nó nút on này, nó nghe một cái tiếng cái tạch đó thì nó đang tưới, và các bạn cứ tăng giảm thời gian cần tưới thử. Chẳng hạn như mình sẽ cho nó tưới là 5 phút, tưới thử 5 phút. Nó sẽ tới hết 5 phút sẽ động tự tắt. Còn muốn tắt nó đi thì bấm nút off. Đấy. Phải nghe cái tiếng đó thì cái timer mới hoạt động bình thường nha. Còn nếu như các bạn muốn tắt cái timer này luôn là cái nghĩa như khoảng thời gian nó đang mưa không cần tưới nước nữa thì mình tắt luôn, khi nào mà nó ngừng mưa rồi mình sẽ chẳng hạn như là mưa vài ngày hay sao đó thì mình sẽ hết vô thì mình sẽ mở lại. Đây là cách tắt, mình chỉ cần nút off thôi, đang là thời gian thực đây thì nút off này. Khi có cái hình này có nghĩa là timer đã ngừng hoạt động, khi muốn mở lại thì cứ bấm off lần nữa là ok.
Và đây là cái đồng hồ pin này, các bạn nhìn thấy nó có các nấc, thường xuyên kiểm tra khoảng pin này thì tầm khoảng hơn nửa năm.